Only action is truly speed. Đạo trích là sao nhỉ? Sử dụng một kỹ năng hai đòn đánh kế tiếp cho lam vàng. May quá không có thằng nào đi cướp. Mới leo vào thấp này sợ thằng nó cướp này. À, ăn xong được hồi máu luôn kìa. Hồi máu rất là đã đời. Hay vãi. Con đấy nó cho phát tí hồi máu nhanh vãi đái. Tốn năng lượng vãi đái. Anh rồi. Ôi trời ơi, ngọt quá. Thích nước đấy em. Thôi không ganh được. Đi tiểu bảo. Ăn sứ nó bùa đỏ rồi. Ôi nhìn thấy rồi. Mày phải lên hầu hạ ra xua vậy. Trời ơi, ngọt thế. Về nhanh. À đâu, ăn nốt đi. Chỉ là đánh con quái thôi mà.
Ôi, vâng bro. 44 giây ra bùa. Mình rất là yêu thích tông đánh. Không lên đồ truyền thống của con kia làm gì cả. Lên tông đánh thôi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời ơi. Ai bảo mày đuổi theo nó làm gì? Farm thì cũng phải vừa vừa thôi để cho đồng đội nó còn ăn đấy. Ôi giời, xanh quá rồi. Trong rừng thì nó có cái gì không? Ăn sạch kìa. Anh cẩn trọng vãi. Lên thấp thế thì ai dám lên? Có làm gì đâu, có farm nữa đâu. Cùng giết tiệt. Sợ mày quá. Mình né kém vãi. Né kém quá. Nó sơ đi à rồi. Ai đấy? Nhanh
Liệu con nào chưa đây? Support ha đây. Má nó chạy mất rồi. Chạy chạy dễ dụa trong vô ích à, không nằm yên mà hưởng thụ dễ dụa trong vô ích à, à được bậy quá. Nên giúp top đi nhỉ. Ô thằng ăn rừng của mình à. Chết chắc cái gì nữa. Cá sấu mạnh phết nhỉ. Ô gánh cái gì nữa. Rừng nó nghèo túng không có một bất kỳ một cái gì cả. Ăn con này chủ yếu trong game nó kết thúc nhanh hơn tí. Nó xin ra là lết không khỏe lắm. Đang lấy trụ đã, đỡ phí. Tao được chết à? Úi xò, vẫn chết, sợ gì? Tốc biến này lên kiếm một mạng mà. Khó khăn nhau thế. Mỗi còn kép không cần thiết à. Nên cái giày này cho nó trâu.
Đúng rồi, đây nó tung hoành ngang dọc này, mất tổ trụ đầu rồi. À đâu trụ đầu mất rồi. Support quá hay luôn đấy. Trời ơi, úi chạy, úi trời ơi chạy. Hôm mày đến thì ta thôi. Mới đau gì? À đây nó khỏe quá. Nên gì hút máu không không ăn được. Tôi mình châu phết đấy chứ. Ừ, nắm CC thật đấy. Giang rồng nhanh. Rút thẳng AD ngay. Ô, sư giả mình đâu mất rồi. Bắp một cú nào. Vãi. Thua rồi không sao. Thua rồi không sao. Mày nhanh không đi giả ra. Tưng tưng à đây xanh ấy nhỉ. À nó mình phá trụ này.
À đây mình đi phá trụ. Chú ý ta đi thịt thằng giáp xua. Rồi hai bùa cơ. Điên à. Đi vì hai cái trụ buồn lắm em ơi. Chắc phải lên cái giáp này. À ừ, vinh quang chân chính. Nhỉ? Đây là gì nhỉ? Giáp này. Vinh quang chân chính đâu nhỉ? Năng lượng này. À đây, vinh quang chân chính đây. Không ăn Baron à? Đấy thì mình toàn em vào kinh vậy. Solo biết ăn được không? Để tốt rồi. Mày đẩy cứ đẩy thôi, tao đẩy tốt. Tao thích đẩy boss cứ đẩy. Trời ơi.
Nên cái vinh quang chân chính là được. Lại tiếp tục đấy. Này cho em ba con vậy. Ăn thức ra sao phải chờ mình. Ăn vào đó, ăn nó dẫn dụ ở đây. Phải đổ thở được. Thế ăn vào đó làm gì nữa? Trời ơi. Rồi. Thì gì à? Các thanh niên giờ cậy mạnh rồi đấy. Đánh hạng đấy, đánh hạng không phải đánh thường đâu nha. Hạng vẫn kiểu cuồng lắm đấy. Để cho địch cơ hội làm lại từ đầu ấy. Support đánh hay thật, thằng support đánh hay. Support bên mình thực sự nó đánh hay luôn. Mazaha thì ai dám lên. AD cứu bắp vẫn nèo à. Chọc cái hồi máu làm gì nè.
Anh quả cưa cho vãi. Vãi rồi thật. À đây, à đây, à đây, à đây. Có nhà nhỉ? Này vãi. Chị ra rồi tôi không khỏe đâu. Chị xin đơn rồi. Không vận rồi. Người ra xưa cấp 18 299. Em đi không lại hối hận. Tốt quá. Ôi sao hấp nó ạ. Ôi trời, tao chọc cho. Này thế đấy. Cuối cùng con ti của con xin sao lại cứu khối thằng.